Thưa quý vị, ngày 13 tháng 7 năm 2023, bác sĩ Vũ Hoài Phương làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang xác nhận bệnh nhân nữ 13 tuổi ngụ tại xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tử vong do đột tử nghi ngộ độc. Trước đó, mẹ bệnh nhân cho biết vào trưa 12 tháng 7, bệnh nhân nói với gia đình là đi mò cua, mò cá ở ao nước gần nhà, sau đó mang về cá lâu kiến và trứng của loại cá này để chế biến món ăn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bé gái ăn cá với trứng cá lâu kiến với canh cua đồng. Sau đó khoảng 1 tiếng, người mẹ phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, ngã từ võng xuống trong tình trạng nửa người trước dưới đất, nửa người sau còn trên võng. Gia đình đưa bé gái này đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Khoảng 14 giờ 36 phút ngày 12 tháng 7, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng ngừng thở. Các bác sĩ đã kiểm tra cấp cứu bằng các biện pháp như là bóp bóng giúp thở, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, mắt monitor theo dõi. Tuy nhiên, thời điểm đó, bệnh nhân đã tím tái toàn thân, mạch bẹn cảnh không bắt được, tim không nghe, phổi lồng ngực mất di động. Bệnh nhân được chẩn đoán đột tử nghi ngộ độc. Chú ruột của nạn nhân cho biết trứng cá lâu kiến không nằm trong bụng cá mà thường tìm thấy trong hang cá. Ông và nhiều người dân xung quanh cũng từng ăn thịt và trứng cá lâu kiến nhưng vẫn bình thường. Cũng theo lời kể của người chú ruột, gia đình nạn nhân rất khó khăn, cha mẹ bé gái này có 7 người con. Hàng ngày, bé gái hay phụ giúp gia đình đi mò cua, mò cá về ăn. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.